Cái tên Circle Latin xuất phát từ năm 1933, sau khi một chiếc máy bay bay từ Nam Phi đến Vương quốc Anh gặp tai nạn và rơi gần bờ biển. Khi đội cứu hộ từ Anh và Nam Phi đến hiện trường, ngư dân địa phương cảnh báo rằng đừng tìm kiếm gì nữa, nếu tìm thấy phi công thì chỉ còn là xác xương. Theo tiếng địa phương, skeleton có nghĩa là bộ xương. Kể từ đó, bờ biển này được gọi là bờ biển xương trắng. Nơi này đã từng được gọi là cổng địa ngục bởi những nguy cơ nguy hiểm ngoài khơi, với sương mù và các rặng đá ngầm. Vùng đất liền có diện tích khoảng 20.000 km², đặc trưng bởi cảnh quan các sa mạc xen kẽ với gành đá. Điều này đã tạo ra một môi trường không thích hợp để phát triển cảng biển và tồn tại nhiều nguy cơ đe dọa thủy thủ đoàn. Ngoài ra, vùng biển xung quanh có nhiều rặng đá ngầm và dòng hải lưu nhanh, khiến tàu dễ mắc cạn trên các bãi đá ngầm. Thủy thủ đoàn khi bơi vào bờ phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt của vùng sa mạc, nơi có sư tử, linh cẩu đói luôn rình rập. Nhiệt độ cao của sa mạc gần biển chạm trán với dòng chảy lạnh của Đại Tây Dương, tạo ra cường độ gió trung bình cấp 8 quanh năm. Tình hình thời tiết này thường đẩy tàu nhanh chóng vào khu vực nhiệt đới của sa mạc và có thể đẩy tàu vào bờ biển Circle Latin, trong khi rặng đá ngầm trong khu vực có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu. Thống kê cho thấy có vô số tai nạn tàu biển tại bờ biển Circle Latin, với nhiều tàu bị hủy hoại và số lượng người chết đáng kể. Có tổng cộng 1.051 con tàu khác nhau trên tuyến phía nam bờ biển Circle Latin đã gặp nạn và tỷ lệ tử vong gần như là 100%. Bờ biển Circle Latin còn có vịnh sư tử, nơi mà hàng trăm loài động vật khác nhau đã tìm thấy một mái ấm, và sự đa dạng và số lượng của chúng đã được bảo tồn đáng kinh ngạc. Ở vùng rìa sa mạc nhiệt đới này, đàn hải cẩu thường có số lượng lên tới 10.000 con, thậm chí có thể đạt tới 1 triệu con trong mùa sinh sản vào tháng 12 hàng năm. Chúng tập trung dày đặc trên bãi biển dài khoảng 10 km. Sự phát triển này là do nơi này không chịu ảnh hưởng của sự can thiệp con người, nên nguồn cá vẫn duy trì phong phú và không gặp nguy cơ ô nhiễm hoặc săn bắt từ con người. Tuy nhiên, hàng năm, chính quyền Namibia chỉ chấp nhận 800 du khách đến thăm đây. Lý do là để bảo vệ hiện trạng thiên nhiên tự nhiên của vùng và bởi vì bờ biển Circle Latin thực sự nguy hiểm cho du lịch.